Vâng, xin chào bác. Hôm nay tôi lại về được 3 đôi. Từ đầu năm về được bây giờ về được 3 đôi. Hôm nọ có một đôi 3190. Và karaoke của anh Quốc gồm 2 bát 20 và 2 chép. Loa rất to và nặng. Đôi loa ngày xưa tôi bán giá 6,7 triệu đồng, nhưng đến thời điểm này thì giá nó nhập cũng cao lên. Bán với giá là 7 triệu đồng một đôi. Một đôi loa cực kỳ chất luôn. Bát đánh rất căng, rất nhiều tép, bởi vì hai tép hai bát, bát đánh rất khỏe, lỗ thông hơi, mặt trước mặt sau đều có 3 đôi, nhưng mà cũng chỉ còn lại 2 đôi thôi, bởi vì một đôi có khách đã đặt tiền tôi cách đây khoảng tuần, về thì tôi sẽ gửi cho khách, nên là tôi thông báo là chỉ còn 2 đôi. Nếu bác nào có nhu cầu mà xem được video này thì liên hệ. Có rất nhiều bác đã gọi điện từ trước đến giờ bảo tôi là nếu có hàng thì gọi điện để báo. Nhưng mà thật ra là tôi sẽ không báo được đâu, bởi vì nó quá nhiều người. Tôi lưu ở trong máy, tôi phải nói là hẹn rất nhiều người là đặt hàng loa 3190. Nhưng bây giờ lưu nhiều người như thế, bây giờ không biết là ông nào ưu tiên cho ông nào. Thì thôi tôi cứ đăng lên, thì bác nào mà biết và xem được thì alo, nếu ở xa đặt hàng thì tôi gửi đi. Còn nếu gần thì qua lấy hàng. Bác phải rất thông cảm bởi vì nó không có nhiều. Giả sử có những đợt nó về được 20-30 đôi ấy, thì là tha hồ mà mua. Nhưng nó không có nhiều nên bây giờ tôi chả gọi cho ai đâu. Nếu bác nào mà thấy xem video tôi đăng lên mà thấy thì gọi trước thì tôi bán cho trước, chứ còn tôi không giữ được. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bác, nhưng mà cũng đành phải xin lỗi như vậy. Một đôi này xin nhắc lại là bán với giá là 7 triệu đồng một đôi, gồm 2 bát 2 chép. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở trong nhà thì cũng có rất nhiều loa, đủ các loại. Nói chung là xin lỗi, không phải đủ các loại mà cũng có nhiều hàng để phục vụ cái nhu cầu bình dân của các bác, âm ly, loa đài. Xin chào, hẹn gặp lại.